2. À, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên Tào Lao chào video Trần Hoàng Đại Lâm Lottery. Đây là kèo hẹn nha các bạn, 33 và 44. Còn kèo này là đánh 33 chứ các bạn. Tiến Super đôi công với Thái Mỹ đến từ Cái Bè Tiền Giang. Tiến Super thì Tây Ninh. Còn đây là sân của Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang. Một không nghiêng về cho Tiến Super. Đang vô hàng và vô hàng các bạn ơi. Một không. Tiến Super giờ có một cú trắng quá hay. 2-0. Ở bên kia là Thế Mỹ, Bình An và Kevin Kapp. Còn bên đây là Tâm và Ino phụ cho Tiến Super. Một pha phát bóng hỏng của Tiến Super. 1-2. Một cú ra tay quá nhanh, quá quy lực của Tiến Super. Ba một. Một quả ra tay đường chéo quá nhanh của Thế Mỹ. 2-3. Một quả cổ tay quá hay của Tiến Super. 4-2. Thế Mỹ vừa có một tự sát tại Đắk Lắk, Bình Mỹ. Nghe nè cá dồ. Thật ra Bình Mỹ đánh đồng lắm mày ơi. Sao nó chiều nó mới chơi. Ngang cầu Sáu Dầu á nha, ngang bên sông cầu Sáu Dầu á, qua đầu kinh tới cầu Sáu Dầu rồi xong bánh nằm bên ngang sông nha. Qua cầu Đầu Kinh tới cầu Sáu Dầu. Qua cầu Đầu Kinh ngang cầu Sáu Dầu á, xong bánh nằm ngang cầu Sáu Dầu nha. Đông. Sân Bình Mỹ đang đông chừng 200 người nè, cá dồ lên đây đi nó bẻ ngạnh cá dồ nè, đúp rấp đâu vậy? Lên gặp gian heo rồi kia chơi vui nè. Vậy thôi đi đi. Thế Mỹ vừa phát bóng hỏng. 6-3. Ông cá dồ bây giờ ông đi núp lùm không? Một pha chắn bóng quá hay của Tiến Super. 7-3. Phát bóng hậu. Đăng cho xong đăng. Quá dữ dằn.
Tiếng shipper vừa đóng dấu mình nè. Tám bốn đổi sân. Thì ta bây giờ đứng trước mình ông kính của Lâm là Kevin Kapp, người giờ kỳ với các số lô kỳ. Và tay trái là Thế Mỹ đến từ Cái Bè Tiền Giang. Dù có Bình An chuyền hai, Bình An Cao Lãnh. 8-4. Một cú đè tay trắng của Thế Mỹ quá quy lực. 5-8. Một cú dỗ cổ tay của tiến shipper không thành. 6-8. Hiện tại bây giờ sân banh này khoảng 18.000 khán giả các bạn, quá đông các bạn ơi. Và xung quanh tôi có các cầu thủ nhí đang lên tay và lên tay của Bình Mỹ, không biết thành tật hay thành tài sau này nữa. Một quả phát bóng mang điểm trực tiếp của T-Sber. 10 năm rồi mày. 16. Ở trong tài là Libero Khang. Quá gay. Phát bóng gì rồi mới là đúng của Thế Mỹ. Hiện tại bây giờ tôi thấy sân bóng này có biển số 1 và biển số 2, nhưng có trọng tài Khang Libero. Phải không? Quá hay cho Thế Mỹ. 8-0. Một pha phá bóng mới điểm trực tiếp. Hai quả liên tiếp tiến shipper mới lấy điểm nha các bạn. 11-8. Cá bước 1 hay quá Kapp ơi. Quá ghê cho Thế Mỹ. Đây có thể nói là hai cặp đấu địa viên nợ từ Đồng Nai tới Tây Ninh tới miền Tây. Năm sau cũng sẽ tới Campuchia luôn. Quay cho Thế Mỹ, phản công cho Thế Mỹ làm gì đây? Quá hay! Quá hay! Thì tại bây giờ đang nghỉ giải lao các bạn ơi. Tại vì trời hiện tại bây giờ là 13 giờ chiều, quá nắng, nhiệt độ hiện tại bây giờ là 38 độ C, nắng quá. Còn đây là sau lưng Kế Đại Lâm là cái nhóm hâm mộ, phân hâm mộ, quá ghê và quá ghê. Dòng có mấy cậu bé rất dễ thương, kháo khỉnh, không biết thành tật hay thành tài. Chúc cho cậu bé đam mê thành hiện thực nha. Còn đây là ông Thiện Ngô Mụ, nhìn mặt là biết Ngô Mụ rồi. Mới thu hoàng 6 luôn. Còn đây là thầy giáo Tấn YouTuber, bóng chì sân cát. Bể mấy hạt cát rồi, bỏ kênh này, làm kênh khác rồi. Hiện tại bây giờ là bóng chuyền độ Đồng Tháp các bạn. Các bạn này yêu quý thầy Tấn thì hãy ủng hộ thầy Tấn nha. Các bạn ơi, rất nhiều các cầu thủ đang ngồi đây. Thanh đầu nâu, không còn là thanh nhỏ nữa. Có ông Thái Diêu đó từ Tây Ninh, ông cũng lang thang, hôm nay ông kiếm cơm quay cơ. Chùa mà.
Quá hay cho Cap. Quá đang tiếc cho thấy Mỹ vào bóng giờ rồi. Một pha phòng thủ không được tốt của Bình An. Quýnh banh mà tên Bình An biết bây giờ ăn. Mấy hả? 12 mời. Cái banh này trọng tài xử đi. Gà này chưa có mắc cỡ mà kỳ cục vậy. Gà bên kia đá thế này. À, trọng tài, các bạn trọng tài nghe trọng tài nói không? Trọng tài nói nghe tiếng được tiếng không? Là thấy thôi. Là xử lý. Thế Mỹ là và Tiến Shipper gặp nhau trên lưới. Và Thế Mỹ là người thua Sếp Anh đó các bạn. Thế Mỹ vừa có dụng móc liên tục. Là le học ma. Hả? 14 mời. Cú phạt bóng quá nhanh của Tiến Shipper. 11, 14. Nếu không có gì thay đổi, Thế Mỹ đi về tới các bè. Hết phim. Xin chúc mừng Tiến Shipper. Đến 16 tới các bạn ơi. Mới 15 rồi các bạn ơi. 15, 11. À, sân bóng này chơi 16 nha các bạn. Thế Mỹ làm gì đây? Quá ghê cho Thế Mỹ. 12, 15. Kẹo. Nó chơi gan nó chịch cái đít gì mới nguy hiểm nè. Trúng cây liền à. Quá hay. 13, 15. Thế Mỹ vừa có một quả bóng mẫu bên. 13, 15. Ghê dữ vậy. Kết thúc không? Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Tiến Shipper Tâm đi đâu. Tỷ số 16-13. À, các bạn thấy ông đây có hai tuyển thủ quốc gia từ nước ngoài vậy. Thanh đầu nâu và Thái Diêu đầu nâu. Thái Diêu có ý kiến về trận đấu này hai anh đánh thế nào nữa không? Quá ghê. Quá ghê, Thái Diêu nói quá ghê. Xin chúc mừng Thái Diêu vô bờ an toàn. Ăn có 7 cây. Rồi tắt đi hết phim rồi. Trời ơi trời, sân bãi đẹp như thế này mà kèo cột quánh quá hay. Sân bãi như thế này mà kèo cột lên quá hấp dẫn, quá hay. Các bạn ơi, thật sự sân bãi bên đây gần 18.000 khán giả mà kèo cột quánh quá hay. Nè, đây là cái nhóm học sinh nè các bạn ơi. Nhóm học sinh trốn học luôn. Nói gì đó đi ạ.